Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung Lương Thu Trang, tôi không đủ bao dung, thấu hiểu nên hôn nhân mới tan vỡ. Khi hôn nhân tan vỡ, nguyên nhân là từ hai phía, bản thân mỗi người cần nhìn nhận xem mình sai ở đâu, Lương Thu Trang chia sẻ. Chia sẻ trong chương trình Lời Tự Sự, nữ diễn viên Lương Thu Trang tiết lộ, chị bước vào con đường diễn xuất vì không còn sự lựa chọn nào khác. Khi học xong cấp 3, tôi nộp hồ sơ thi thanh nhạc, nhưng khoa này lại hết chỉ tiêu, chỉ còn vài ngày nữa để nộp hồ sơ thi diễn viên thôi. Thời điểm đó, tôi không thực sự biết mình thích gì, chỉ là muốn theo đuổi nghệ thuật. Không còn sự lựa chọn nào khác nên không thi được thanh nhạc, tôi nộp hồ sơ thi diễn viên và may mắn lại đỗ. Dù gia đình không ai theo nghệ thuật, cũng từng hướng tôi đi theo con đường khác, nhưng khi tôi quyết định, mọi người cũng ủng hộ. Lương Thu Trang thừa nhận, nghề diễn là cơ duyên đối với chị. Sau khi tốt nghiệp, chị về nhà hát tuổi trẻ công tác và được cố nghệ sĩ Anh Tú tin tưởng sau những vai lớn. Bước vào lĩnh vực truyền hình, Lương Thu Trang cũng nhận được nhiều vai diễn ấn tượng. Ở phim Những Cô Gái Trong Thành Phố, đạo diễn Vũ Trường Khoa đã thay đổi kịch bản theo cuộc sống ngoài đời của tôi. Bản gốc, nhân vật Cúc có cuộc sống đau khổ hơn nhiều, em bé không được sinh ra. Ngoài đời, tôi sinh em bé khi còn quá trẻ, chưa biết làm mẹ là như thế nào. Nhưng bản năng làm mẹ thúc đẩy tôi lựa chọn sinh con, cố gắng làm mọi thứ vì con, Lương Thu Trang tiết lộ. Sự nghiệp khá suôn sẻ, nhưng đời tư của Lương Thu Trang lại không may mắn như vậy. Mang thai và kết hôn khi mới ngoài đôi mươi, nữ diễn viên cũng sớm đối diện với sự tan vỡ. Chị thừa nhận, hôn nhân đổ vỡ cũng một phần do mình. Khi tôi mới xuống Hà Nội, còn ít tuổi và thiếu kinh nghiệm, tôi đã gặp và yêu anh ấy bất chấp sự ngăn cản của gia đình. Chúng tôi yêu nhau mấy năm, sau đó tôi có thai và tiến tới hôn nhân. Nhưng khi yêu thì khác, mà bước vào hôn nhân lại khác, chúng tôi sớm tan vỡ. Hôn nhân của tôi đổ vỡ có lẽ một phần do tôi quá ngang bướng, độc đoán và tính sở hữu quá cao. Bước ra khỏi cuộc hôn nhân tan vỡ, Lương Thu Trang thừa nhận chị đã thay đổi bản thân rất nhiều. Khi tôi yêu và lấy chồng cũ, anh ấy có điều kiện nên bao bọc tôi rất nhiều. Khi hôn nhân tan vỡ, không còn ai bao bọc, tôi nhận ra dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào hay ở bên ai, bản thân mình phải tự kiếm được tiền lo cho mình. Người đàn ông có tiền, lo được cho mình là điều tốt, đặc biệt là với những người là mẹ đơn thân như tôi. Nhưng mình chủ động được mới là điều tốt vì không có gì là mãi mãi. Dù thế nào đi nữa, mình phải là cá thể độc lập, bớt tính sở hữu đi vì ai cũng có cuộc sống riêng, có mối quan tâm riêng. Nữ diễn viên cho hay, cô không trách chồng cũ khi hôn nhân rạn nứt nhưng tiếc nuối vì đã kết hôn quá sớm. Lương Thu Trang thừa nhận, hình như cuộc sống hôn nhân đã làm cho tôi sợ, nên đến nay tôi vẫn nghĩ nếu có người phù hợp thì cứ yêu nhau thôi, chưa bảo tiến tới hôn nhân, có lẽ tôi sẽ xách dép chạy. Đó có thể là điểm xấu của tôi, nhưng muốn thay đổi điều này sẽ cần nhiều thời gian. Là mẹ đơn thân, Lương Thu Trang cảm thấy may mắn khi con trai chị yêu mẹ, ngoan ngoãn. Tuy nhiên, nữ diễn viên lo lắng vì em bé có khá nhạy cảm. Con trai rất quan tâm, tình cảm nên tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều. Nhưng con ít thể hiện sự lo lắng, băn khoăn trước mặt tôi. Thường con sẽ tìm một góc quay đi rồi khóc hoặc đợi tôi ngủ rồi nằm thao thức. Có lẽ con nhìn hình ảnh của tôi để học theo. Tôi tự nghĩ phải chăng mình là người tiêu cực nên con chỉ là đứa trẻ mà đã phải nhiều trăn trở như vậy. Dù còn nhiều khó khăn nhưng Lương Thu Trang tin tưởng rằng chị và con sẽ sớm có cuộc sống ổn định và tốt hơn. Nữ diễn viên cũng hy vọng sẽ sớm chinh phục được lĩnh vực điện ảnh. Dù không sinh ra trong một gia đình nghệ thuật, nhưng Lương Thu Trang luôn được bố mẹ ủng hộ, theo đuổi đam mê. Học xong cấp 3, cô nộp đơn dự thi vào khoa thanh nhạc của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, nhưng do hết chỉ tiêu nên cô chuyển sang thi diễn viên. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.